Xin chào các bạn, các anh chị em nha. Hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người một cái món ăn đặc sản của người Hà Nội các bạn ạ. Món này rất là ngon, đấy chính là món bánh tôm. Vỏ ngoài thì giòn rụm, chấm với nước mắm chua ngọt. Ăn cùng rau sống, rau mùi rất là thơm, giòn tan các bạn ạ. Nếu các bạn thấy ngon thì các bạn hãy cùng mình đi làm nha. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ pha bột nở. 10g bột nở thì sẽ pha được với 1kg bột mì. Mình ăn một người thì chỉ lấy 200g bột mì thôi, nên mình sẽ lấy 1/5 cái gói bột nở này. Mình pha với nước đường. Nước đường này các bạn phải pha với nước ấm để men nở hoạt động tốt hơn các bạn nhé. Sau đó các bạn khuấy đều lên. Và các bạn khuấy đến khi nào mà bột nở của mình ấy nó sủi cái bọt một chút thì các bạn sẽ đem pha về bánh. Bột bánh thì mình lấy 200g bột mì chuyên dụng các bạn nha, phải là bột mì số 11 ấy. Sau đó các bạn cho bột nở vào, cho thêm một chút muối và cho thêm một thìa bột nghệ để cho bánh của mình được vàng và đẹp hơn. Các bạn khuấy đều lên. Sau đó các bạn cứ cho từ từ nước vào. Như mình thì mình đang cho dần nước và mình khuấy để đạt đến cái độ bột bánh mà mình mong muốn. Bột bánh phải sệt một chút như mình đang khuấy này thì là đã chuẩn và để đem đi rán được rồi đấy các bạn ạ. Các bạn để bột khoảng 30 phút thì hãng đem đi rán nha. Trong lúc đó thì mình sẽ đi làm tôm. Tôm thì mình sẽ cắt đỡ những cái chân và cái dâu tôm đi. Và mình lột cái vỏ tôm ở phần đầu ra và lấy sạch phần ruột và rút cái phần ruột như mình đang làm nha. Sau đó bỏ cái phần đầu đi này, bởi vì cái phần dạ dày của tôm ấy nó ở phần đầu nên nó rất là bẩn các bạn ạ. Và ướp muối tôm nha. Tiếp theo là các bạn sẽ làm phần nước chấm. Thì đầu tiên mình sẽ làm cái góp cà rốt và su hào các bạn nhé. Các bạn thái hoa su hào ra cho đẹp này. Còn cái phần su hào thì các bạn thái lát nhỏ ra. Sau đó thì các bạn sẽ ướp gia vị cho cà rốt và su hào nha. Công thức thì mình có để ở đây để cho các bạn dễ nhìn. Rồi, sau khi cho xong gia vị xong ấy thì các bạn sẽ đảo đều hỗn hợp này lên và mình để khoảng 15 phút để cho cà rốt và su hào của mình ngấm gia vị nha. Nếu các bạn nào không có su hào thì mình cho đu đủ cũng được các bạn ạ. Đu đủ cũng, nó cũng rất là ngọt. Tiếp theo là mình sẽ đổ dầu vào chảo và đem đi rán bánh tôm các bạn nha. Các bạn rán bánh theo công thức của mình thì không cần phải khuôn bánh đâu. Bởi vì khuôn bánh nó chỉ giúp cho cái bánh của mình nó có tác dụng là nó tạo hình tròn thôi. Còn phần chất lượng của bánh thì nó hoàn toàn không thay đổi các bạn ạ. Thì các bạn sẽ cho một lượng bột vừa phải. Và lưu ý là tráng mỏng thôi nha các bạn nhé. Đừng cho dày quá thì cái bánh của mình nó sẽ không được giòn. Và sau đó thì các bạn sẽ cho tôm đặt lên bánh. Các bạn có thể cho một tôm hoặc hai tôm cũng được, tùy theo cái sở thích của các bạn. Bạn nào ăn nhiều tôm thì bạn nào thích ăn nhiều tôm thì mình cho nhiều tôm. Ăn ít tôm thì mình chỉ cho một con thôi. Đấy, trong lúc rán thì các bạn nhớ là các bạn sẽ đảo đều cái bánh lên để cho bánh của mình vàng đều hai mặt các bạn nha. Đó, mình lại chở thêm một lần nữa này. Cái bánh của mình vàng là do cái phần bột nghệ ấy các bạn ạ. Phần bột nghệ giúp cho bánh của mình rất là vàng và thơm lắm. Sau khi mình đã thấy bánh vàng rồi thì mình sẽ vớt ra. Đến khi nào các bạn gần ăn ấy thì các bạn sẽ rán lại thêm một lần nữa. Đấy là cái công thức để giúp cho cái bánh của mình nó giòn hơn. Đối với bất kỳ các loại bánh hay nem nào cũng thế các bạn ạ. Phải rán lại lần hai thì nó mới giòn hơn. Ở ngoài quán thì họ cũng làm y chang như vậy luôn đấy các bạn. Tiếp theo là mình sẽ pha cái nước chấm.
thì mình sẽ cho thêm bột ớt, 2 thìa bột ớt nha các bạn. Cho thêm nước mắm và pha thêm nước lọc. Các bạn đảo đều lên. Và đến khi nào gần ăn thì các bạn sẽ vắt thêm một quả chanh nữa để cho có cái độ chua tự nhiên, nó thơm hơn đấy các bạn. Đó, thì bây giờ thì mình mời các bạn nha. Trời ơi, cái bánh nó giòn quá đi mất. Giòn rụng luôn các bạn ạ. Mà nó giòn rất là lâu, để đến mấy tiếng mà nó cũng không hết giòn đấy các bạn. Mình lấy một cái rau sống này và thêm 2 miếng bánh tôm, cho thêm một ít rau húng vào chấm với nước chấm chua ngọt. Nó rất là ngon. Cắn vào đến cái vớt vỏ bánh tôm thì nó giòn tan các bạn ạ. Nó thơm mùi tôm mà nó chua chua ngọt ngọt. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn làm cái món bánh tôm và đặc sản của Hà Nội. Thì mình chúc các bạn làm cái món này thành công nha. Nếu các bạn thích video của mình, hãy đăng ký kênh và like video nha, để mình có thêm động lực và làm thêm những cái video hay hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.